Thưa quý vị, có nhiều ưu thế đặc thù về điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực. Bóng chuyền bãi biển phát triển rất sớm từ Bà Rịa Vũng Tàu vào khoảng năm 1997 và giai đoạn hoàng kim là 2002-2005. Bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu hầu như là không có đối thủ, luôn đứng ở vị trí cao nhất trong các giải đấu quốc gia. Giai đoạn này, Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp cho đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam nhiều vận động viên chất lượng. Thế nhưng sau thời hoàng kim, thì vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, Bà Rịa Vũng Tàu dần mai một phong trào lẫn nhân tố vượt trội của bóng chuyền bãi biển. Mãi cho đến nay, chính xác là 3 năm trở lại đây, ngành thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới từng bước gây dựng bóng chuyền bãi biển. Các vận động viên, các huấn luyện viên được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Đã và đang nỗ lực gây dựng lại, thế thì liệu bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu bao giờ cho đến ngày xưa? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cả thời thanh xuân tràn ngập trong hào quang của bóng chuyền bãi biển. Ông Trương Quang Phục ở thành phố Vũng Tàu vô cùng trăn trở khi bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu sau đó xóa sổ. Núi tiếc khôn nguôi nên khi được Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể dục Thể thao tỉnh ngỏ ý mời ông tham gia gây dựng lại bóng chuyền bãi biển trên cương vị huấn luyện viên, ông Phục nhận lời ngay. Vạn sự khởi đầu nan là điều khó tránh khỏi. Ông Phục vẫn không nản lòng, ông vẫn dốc sức từ việc xây dựng sân bãi, tập hợp vận động viên. Tôi cũng rất mong là cái bóng chuyền bãi biển Vũng Tàu lấy lại cái vị thế của mình. Đó, dù biết rằng nó rất là khó khăn thật, tại vì về cái nhân sự rất là yếu, cái cơ sở vật chất thì được cái lợi thế nhưng mà trên thực tế thì nó không có đầu tư như là ở Khánh Hòa. Đó, tại vì Khánh Hòa là cái vẫn là dọc bãi biển nhưng mà người ta sẽ làm sân ở trên chứ không có làm những sân dưới biển, nó ảnh hưởng rất lớn về vấn đề thủy triều và cái quá trình tập luyện. Năm đầu tiên, bóng chuyền bãi biển gây dựng lại, năm 2017, Bà Rịa Vũng Tàu không gặt hái được thành tích gì. Tuy nhiên, sự nỗ lực lẫn quyết tâm chính là nền tảng vững chắc. Những năm tiếp theo, cặp vận động viên của Bà Rịa Vũng Tàu xuất sắc lọt vào top 8 bóng chuyền bãi biển toàn quốc. Năm 2019, bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu đã vươn lên top 5. Sự bứt phá nhanh, mạnh mẽ trên bảng xếp hạng của bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu nằm ngoài cả dự đoán của các nhà chuyên môn. Thì qua 3 năm thì từng bước bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu mỗi năm là có một cái thành tích nâng lên. Rồi năm đầu là muốn kiếm một trận thắng rất khó. Tới năm thứ hai là anh em đã vào được top 8. Năm vừa rồi, năm 2019 này là anh em có một cặp được vào top 5. Đó là một sự nỗ lực rất lớn. Với sự nhiệt huyết của thầy Trương Văn Phục, em và các đồng đội em trong đội bóng quyết tâm cố gắng hết sức để phục vụ cho đội tuyển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua thì tụi em cũng đã phấn đấu tích cực tập luyện để đạt được thành tích tốt nhất về cho đội bóng của mình để hướng tới mục tiêu lớn hơn. Có thành tích, bộ môn bóng chuyền bãi biển có được cú hích kép về động lực tinh thần, về sự quan tâm đầu tư của ngành thể thao. Bóng chuyền bãi biển được đầu tư sân tập luyện, thi đấu đạt quy chuẩn trong khuôn viên nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giải bóng chuyền bãi biển vô địch cấp tỉnh mở rộng được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2019, vừa tạo cơ hội cho các vận động viên cọ sát, giúp các nhà chuyên môn tìm kiếm tài năng, vừa thúc đẩy phong trào bóng chuyền bãi biển rộng mở lan tỏa. Bóng chuyền bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu đang hứa hẹn những bước phá xa hơn. Dù vậy, để có thể đến ngày xưa, vẫn phải qua chặng đường dài nhiều cam go, đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ từ phía vận động viên, huấn luyện viên mà cả cơ quan chủ quan, nhất là việc xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển, việc phát triển phong trào, bóng chuyền bãi biển ở từng địa phương trong tỉnh.